Xin chào anh em, hiện nay dư luận đang chú ý tới cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ, nơi nắm giữ nền kinh tế số 1 thế giới. Cuộc bầu cử này đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều tiến hành các cuộc bầu cử sơ bộ để xác định ứng cử viên đại diện cho đảng của mình tham gia tranh cử. Kết quả đang vạch ra một kịch bản thú vị. Bầu cử tổng thống năm nay ở Mỹ rất có thể sẽ là cuộc tái đấu giữa tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Vâng, dù khác nhau nhưng mà không ai có thể phủ nhận tài tình chiến lược của hai vị. Nhưng đã bao giờ các bạn quan tâm đến gia đình của họ có cuộc sống như thế nào hay chưa? Bạn có biết con trai của Trump và con trai của Biden là ai hay không? Và dù cùng là con trai của tổng thống nhưng họ đã có sự khác biệt như thế nào? Và trước khi đi vào nội dung chính, Văn Tùng Discovery rất mong nhận được sự cổ vũ của anh em. Mỗi like, mỗi subscribe sẽ là nguồn động lực rất lớn để Văn Tùng Discovery tiếp tục phát triển. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cựu tổng thống Trump sinh ra và lớn lên ở một quận của thành phố New York. Các quan điểm chính trị của Trump được mô tả là theo chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa dân tộc. Khi còn là tổng thống, đôi khi cảm thấy khá khó hòa mình, nhưng gia đình của ông luôn khiến mọi người phải ghen tị. Trump kết hôn 3 lần và có tất cả 5 người con. Trump có tổng cộng 3 con trai, là con của vợ thứ nhất và vợ thứ ba. Con trai cả tên là Donald Trump Jr. Donald Trump Jr. sinh ngày 31 tháng 12 năm 1977 tại Manhattan, là con trai đầu lòng nên được ông đặt tên theo tên của cha mình. Khi Trump đã công khai vụ ly hôn, Donald đã trách cha mình: "Cha không yêu chúng con, thậm chí cả bản thân mình. Cha chỉ yêu tiền mà thôi." Donald Trump Jr. nói, sau đó anh không chịu nói chuyện với cha của mình và cúp máy bất cứ khi nào ông gọi. Donald Trump Jr. cũng từng ở với ông bà tại tiệm khắc suốt 8 tuần vào mùa hè. Và trong khoảng thời gian đó, anh đã học được nhiều kỹ năng sống bên ngoài từ ông ngoại. Đến tháng 9 năm 2021, Donald Trump Jr. trở về vùng hoang dã và đi làm cho cha. Anh được giao phụ trách nhiều dự án xây dựng khách sạn, căn hộ và sân golf. Có thể thấy Donald là một trong 3 người con trai của Trump có ý thức chính trị mạnh nhất, là thành viên hội đồng quản trị của tổ chức từ thiện Operation Smile, giúp trẻ em mắc bệnh khuyết tật khuôn mặt từ khi sinh ra, và anh cũng giữ một vị trí trong quốc hội. Anh cũng đã sát cánh cùng ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016. Donald Jr. còn đứng đầu về chế độ bất động sản Trump, nhưng bản thân doanh nhân này cũng tự có nhiều khoản đầu tư bất động sản vô cùng giá trị. Donald có khối tài sản cá nhân riêng trị giá khoảng 350 triệu đô la Mỹ. Có thể nói Donald là cánh tay đắc lực của ông Trump và không còn sống trong cái bóng của cha mình. Eric Trump là em trai của Donald Jr., sinh ngày 6 tháng 1 năm 1984, là một doanh nhân, nhà hoạt động thiện nguyện, cựu dẫn chương trình truyền hình người Mỹ. Khác với anh trai Eric Trump, được cho là kín tiếng hơn, Eric không tham gia nhiều vào sự nghiệp chính trị của ông bố quyền lực, cũng không thường xuất hiện trên báo chí như anh trai. Eric hoàn toàn tập trung vào kinh doanh, kế thừa trên kinh doanh của ông Trump. Eric Trump có khối tài sản 25 triệu đô la Mỹ. Tài sản của Eric chủ yếu đến từ công ty gia đình và các dự án kinh doanh. Sau khi ông Trump đắc cử tổng thống năm 2016, Eric cùng anh trai được chọn điều hành hoạt động của tập đoàn. Trước đó, anh giám sát phần lớn hoạt động kinh doanh ở sân golf và khu nghỉ dưỡng của gia đình, hiện đang là phó chủ tịch của tập đoàn Trump. Con trai thứ ba của Trump tên là Barron Trump, là con trai duy nhất của Donald Trump với người vợ thứ ba. Barron Trump được chú ý ngay từ khi mới sinh. Barron Trump được sinh ra khi Trump 60 tuổi và có thể nói là người con của tuổi già. Vì vậy, Trump rất yêu quý cậu ấy. Xe đẩy lúc nhỏ của cậu còn được làm từ vàng, dùng caviar để bảo vệ da. Caviar là trứng của loại cá tầm đen quý hiếm và đắt đỏ. Cậu được mệnh danh là viên ngọc trai đen của đại dương. Và mặc dù cuộc sống của Barron rất xa hoa, nhưng không hề xa đoạn. Cậu rất thông minh, thành tích học tập tại trường quý tộc đầy tiềm năng. Năm 17 tuổi, trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi xuất hiện bảnh bao trong bữa tiệc sinh nhật của bố. Từng là cậu bé kháu khỉnh và đáng yêu, Barron rồi trở thành anh chàng bảnh bao với chiều cao khủng 2m1 cùng với da phả hào hoa, ngoại hình điển trai. Theo nhiều nguồn tin, Barron từng học trung học tại Học viện Opris, một ngôi trường tư nhân đắt đỏ gần nhà dinh thự Malago. Song Barron của hiện tại khi trưởng thành đã trở nên tĩnh lặng hơn, nhưng vẫn được nhiều người quan tâm và theo dõi. Cậu đúng hoàn toàn là một hoàng tử quý tộc. Các con trai của Trump đều rất xuất sắc, nhưng con trai của Biden thì không được an tâm như vậy. Vậy con trai của Biden được truyền thông nhìn nhận như thế nào? Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có tổng cộng 3 người con trai. 3 người họ không đạt được thành công lớn như nhau nhưng vẫn rất xuất sắc. 3 người, mỗi người đều có điểm tỏa sáng riêng, do đó gia đình Trump cũng được gọi là một gia đình xuất sắc. Nếu so với con trai của Biden thì hẳn có sự khác biệt lớn. Joe Biden là một chính trị gia người Mỹ, tổng thống thứ 46 và đương nhiệm của Hoa Kỳ. Có lẽ câu nói gương càng già càng cay phù hợp với ông Joe Biden, tổng thống đắc cử cao tuổi nhất lịch sử Mỹ. Theo giới phân tích, kinh nghiệm chính trị lâu năm đã giúp ông Biden giành được sự ủng hộ của cử tri ở nhiều độ tuổi, và đó có thể là nhân tố quyết định chiến thắng của ông. Mối quan hệ mật thiết của ông Biden với ông Obama, tổng thống sau đó đầu tiên của Mỹ, càng giúp ông giành được sự ủng hộ của những người Mỹ gốc Phi. Biden có tổng cộng 2 người con trai. Con trai đầu tiên tên là Paul Biden.
Paul rất giỏi, thành tích, chính trị dường như vượt xa Biden. Nhưng tiếc là Paul lại mắc căn bệnh ung thư não. Thời điểm đó đã khiến Joe gục ngã. Được coi là Joe Biden phiên bản 2.0, Paul hội tụ tất cả thừa kế từ cha mình, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến Joe Biden không chỉ vì mối quan hệ cha con, mà còn là những người cộng sự, là niềm hy vọng. Chính trong sự tuyệt vọng và bất lực, Joe Biden hiểu rằng ông cần phải sống có mục đích dù có chuyện gì xảy ra. Ông không thể bỏ lại đất nước, chính quyền Obama, gia đình, bản thân, và nó cũng là cách để ông không bỏ rơi Paul. Cũng là một chính trị gia dày dặn kinh nghiệm, Paul hiểu những gì cha mình đang đối mặt. Một bên là các vấn đề quốc gia và quốc tế, một bên là người con trai đang giành giật sự sống từng giờ. Trương Lung mất, Paul từng nói, con biết chẳng có ai trên thế giới này yêu thương con nhiều như ba. Con biết điều đó, nhưng ba này, hãy nhìn con, nhìn con đi. Con sẽ ổn cho dù có chuyện gì xảy ra. Con sẽ ổn, con hứa với ba. Nhưng ba phải hứa với con rằng dù có chuyện gì xảy ra, ba vẫn sẽ ổn. Hứa với con rằng ba sẽ ổn. Hãy hứa với con, ba. Và rồi Paul đã qua đời ở năm 46 tuổi. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, sự ra đi của Paul được cho là một phần nguyên nhân khiến ông Joe Biden không tham gia tranh cử vào năm 2016. Tất cả điều này thực sự quá đáng tiếc. Trái ngược với con trai cả tài giỏi, con trai thứ hai của Biden mới thực sự là tai hại nhất trong gia đình. Con trai thứ hai chỉ là Hunter Biden. Lớn lên và ảnh hưởng từ gia đình có truyền thống chính trị nên Hunter lĩnh hội được rất nhiều điều tốt đẹp. Hunter ở giai đoạn đầu cũng rất là xuất sắc, luôn nỗ lực theo bước chân của anh trai. Nhưng công việc ngân hàng bị gián đoạn đã thay đổi cuộc sống của Hunter. Hunter lợi dụng mối quan hệ với Biden để lợi dụng chính trị cho lợi ích cá nhân. Sau đó, sau vài năm hoạt động trong Bộ Thương mại, một trong các công ty đường sắt tại Mỹ, và đồng thời cũng là thành viên hội đồng quản trị của Burisma Holding, một trong những công ty khí đốt lớn nhất ở Ukraine, từ năm 2014 đến 2019. Sau đó, Hunter một lần nữa tận dụng mối quan hệ của cha đã làm việc trong chính phủ Obama. Obama thời đó là Tổng thống Mỹ và trở thành một nhà thông tin. Sau khi anh trai mất được khoảng 2 năm đã nảy sinh tình cảm với chị dâu, tự cho rằng là không thể chấp nhận được nên đã cố gắng thuyết phục cha cho sống chung với chị dâu của mình. Nhưng dù được nuôi dạy tốt trong môi trường giáo dục chuẩn mực, nhưng Hunter Biden cũng là nỗi đau đầu của Tổng thống Mỹ. Nếu như con trai cả Joe Biden ngoan ngoãn là sự kỳ vọng của cha, thì Hunter lại vướng vào ma túy. Trong quá khứ thì Hunter từng vật lộn với chứng nghiện chất cấm trắng và rượu. Tuy nhiên, ông Joe Biden luôn biết cách bảo vệ con trai và động viên Hunter vượt qua. Khi đáp trả những lời mỉa mai của ông Trump trong cuộc vận động tranh cử, ông Biden nói, con trai tôi giống như rất nhiều người từng vướng vào ma túy. Nó đã vượt qua và trở lại làm việc. Tôi tự hào về con. Chính sự động viên kịp thời của ông Joe Biden đã giúp Hunter vượt qua được những bê bối về đời tư. Nhưng cuộc sống không hề yên bình đến thế. Năm 2017 và 2018, Hunter Biden bị buộc tội không nộp thuế và sở hữu súng bất hợp pháp trong khi nghiện ma túy. Năm 2020, khi Biden đắc cử tổng thống, máy tính xách tay của Hunter bị mất. Sau đó nhiều nội dung không phù hợp và hành vi vi phạm pháp luật của Hunter bị tiết lộ. Thậm chí còn có video Biden nhận hối lộ từ Ukraine, một vấn đề nhạy cảm khiến Biden lâm vào tình thế khó khăn. Cuộc bầu cử tổng thống lúc đó suýt nước sôi lửa bỏng vì điều này. Nhưng mặc dù vậy, Hunter vẫn không thể kiềm chế một chút nào, thường xuyên thể hiện ra những hành vi kỳ lạ, phá hủy hoàn toàn hình tượng của mình. Đến năm 2023, theo bản cáo trạng do đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Delaware đưa ra hôm 14 tháng 9, ông Hunter Biden bị cáo buộc 3 tội danh. Thứ nhất là khai man về việc không nghiện hoặc sử dụng ma túy trái phép trên mẫu ATF, mẫu đơn liên bang 4473, còn gọi là hồ sơ mua bán súng khi mua súng. Thứ hai, nói dối với đại lý súng được cấp phép ở thành phố Washington, bang Delaware của Mỹ, nơi ông mua súng. Và thứ ba, tàng trữ trái phép súng khi sử dụng ma túy hoặc nghiện ma túy được xếp vào phạm tội liên bang. Lần đầu tiên Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội con trai của đương kim Tổng thống Mỹ. Việc Hunter Biden bị cáo buộc được nhận định là sẽ có tác động đến chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden vào năm 2024 này. Cuộc đời dù nhiều sóng gió, của Hunter Biden có lẽ cũng chỉ chiêm ngưỡng những mẩu tin nhỏ trên báo chí nếu ông không phải là người con duy nhất còn lại của Tổng thống Joe Biden. So với con trai của Trump, con trai của Biden không chút nào kém cỏi, cộng với việc các thành viên khác trong gia đình của Biden cũng thường xuyên mắc lỗi. Vì vậy, họ được coi là gia đình phạm tội số 1 của Mỹ. Tại sao khoảng cách giữa hai gia đình lại lớn đến như thế? Ba người con trai của Trump đều rất xuất sắc, đều là những người tỏa sáng trong lĩnh vực của mình. Đều là niềm tự hào của Trump, nhưng con trai của Biden là một trường hợp cực đoan, thường xuyên có những hành vi phạm tội. Vị trí tổng thống của Biden suýt chút nữa cũng vì con mà tan tành. Thực ra điều này liên quan rất lớn đến giáo dục gia đình. Mặc dù Trump rất giàu có, không thiếu thứ gì, nhưng Trump không bao giờ chiều chuộng con cái quá mức. Mỗi đứa con được ông dạy đều có mục tiêu rõ ràng của riêng mình. Tất cả đều tỏa sáng trong lĩnh vực của mình. Trong gia đình họ, ngoài trừ bản thân Trump, các con trai của ông mỗi người đều không bao giờ gây ra những hành vi phạm tội. Nhưng Biden lại không giống vậy. Không chỉ trong lĩnh vực chính trị mà ở cả giáo dục gia đình cũng đầy rắc rối. Khi cậu con trai thứ hai của Hunter lẫn vợ của anh trai sống chung với nhau đã gây sốc cho nhiều người. Nhưng đối với Biden, tình huống vi phạm đạo đức này lại là điều bình thường. Rồi đến khi Hunter thừa nhận hai tội chưa nộp đủ thuế thu nhập và trong thời gian nghiện ma túy, bị buộc tội liên quan đến việc sở hữu vũ khí. Nhưng Biden thậm chí còn nói rằng tôi tự hào với con trai của mình.
Tình huống này ngay cả khi đặt trong bất kỳ quốc gia và gia đình nào đều là sự tồn tại khó chấp nhận, nhưng Biden thậm chí lại tự hào. Điều này thật khó tin. Không những thế, sau khi hành vi vi phạm pháp luật của Hunter được tiết lộ trên máy tính cá nhân, Biden chỉ xin lỗi, tự biến mình thành một người cha đau buồn, sau đó bắt đầu thuê tiểu đoàn tẩy sạch vấn đề cho Hunter. Thực sự làm cho người ta cảm thấy buồn cười, dung túng đến khó hiểu. Nói chung thì đều là con trai của Tổng thống, nếu thiếu phương thức giáo dục đúng đắn, ngay cả khi có tư cách đặc biệt thì cũng có thể dễ dàng biến thành kẻ phạm tội. Anh em nghĩ sao về con trai của các vị Tổng thống này và thấy được bài học kinh nghiệm gì từ sự vụ trên? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nhé. Và nếu các anh em thấy nội dung trên thú vị, đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ Văn Tùng Discovery nhé. Và cũng đừng ngần ngại bình luận cho mình biết chủ đề mà anh em muốn khám phá trong series này. Cảm ơn anh em rất nhiều.